Rồi con. Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Maria Lê Thị Hoàng, con ở... Nó to lên, nó toàn Lê Thị Hoàng, ở đâu? Con Maria Lê Thị Hoàng, con ở Thụy Điển mới về. Vâng, thưa anh chị em, chúng đây là một người từ Thụy Điển, một đất nước Bắc Âu. Hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta những người bên Mỹ, những người bên Thụy Điển về để làm chứng cho Chúa. Con được ơn gì của Chúa mà từ Thụy Điển con về đây làm chứng cho Chúa? Dạ, con được hai ơn lớn nhất trong đời con là con đã bỏ Chúa 30 năm. Mẹ con bao nhiêu tuổi? Con 51 tuổi cha. Vâng, 51 tuổi mà bỏ Chúa 30 năm. Nhờ đâu mà con được quay trở về với Chúa sau 30 năm con bỏ Chúa? Con nhờ chị dâu con nghe bài giảng lòng thương xót của Chúa, nên chị con bảo con nghe. Sau đó thì con nghe. Con nghe thì con cảm thấy con thấm thía. Và trong 30 năm con bỏ Chúa thì con bệnh tật ốm đau rất là nhiều. Tự dưng con bị bệnh co giật, rồi thì đau đớn hết người ngợm, rồi mất ngủ. Chân tay, chân thì què, không bị băng bó hết. Nhưng từ ngày con biết đến lòng thương xót của Chúa là ngày 25 tháng 8, con nghe bài giảng lòng thương xót của Chúa thì con đã khỏi hết bệnh tật người ngợm của con, thoải mái, không đau, không đớn, và con cũng có được giấc ngủ ngon. Và ngày 10... Hallelujah! Các bạn cầm cái quạt dưa cao lên và nói tạ ơn Chúa vì một người 30 năm bỏ Chúa. Chúa nói một người quay trở về cả triều thần thiên quốc vui mừng. Chúng ta cùng với nhau. Hallelujah! Ở giáo điểm tin mừng nhà bè có gì lạ? Thưa, có một người 30 năm bỏ Chúa từ Thụy Điển quay về đây để làm chứng cho Chúa. Hallelujah! Ở giáo điểm tin mừng có nhà bè có gì lạ? Thưa, có một cặp vợ chồng ở bên Mỹ mà còn trẻ quay về đây. Có một em bé quay về đây ở bên Mỹ không biết tiếng Việt mà biết đọc kinh lòng thương xót Chúa. Hallelujah! Rồi, ơn thứ hai. Và ơn thứ hai là con bệnh tật của con nhiều như thế, nhưng mà con nghe lòng bài giảng lòng thương xót của Chúa thì con khỏe mạnh rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ con chỉ chờ một kết quả của bác sĩ chuẩn đoán cho con là con hết bệnh hay chưa thôi. Nhưng con vẫn tín thác vào Chúa là trong người con khỏe hết tất cả mọi bệnh rồi. Rồi, còn đây là món cái gì đây? Con muốn tạ ơn Chúa bằng cách gì? Con có 20 cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa này. Con muốn tặng cho những người mà ốm đau bệnh tật như con, và bỏ Chúa như con, và nghèo hơn con. Thì con sẽ tặng. Rồi, xin cảm ơn con nhiều. Cha gửi tặng lại cho con những món quà của lòng thương xót Chúa nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa con đem về nha. Và đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn để con đem về gắn vào xe của con. Đất nước Thụy Điển, một đất nước rất là bình an, một nước đúng là xã hội chủ nghĩa. Và đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Con đem về Thụy Điển và con loan truyền cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con, sách và CD kèm theo.